thức dậy một nơi xa. Mời các bạn ăn sáng, các bạn đang nấu sáng. Bình minh đang lên, trăng vẫn còn. Trăng đêm qua nó nguyệt thực một phần đó, nên là nhìn nó gớm. Sau đấy thì nó bình thường là bình minh đang lên ở hướng kia. Trăng đang nguyệt thực một phần đó bạn. Ở ngoài cái camera này nó không quay được, nhưng mà nhìn ở ngoài rất là gớm, nó đỏ và nó bị che khuất một phần. Các bạn thấy sò nó bám đầy, bám đen một cái đá luôn sò. Ở dưới này thì cá cóc nhỏ, cá bông. Cá bống thấy không, bám sát về con trên này, nó sò đen đen này, nó sò sò nhiều. Sao biển này các bạn, nằm bơi. Biển nó rút ra thì nó ra không ra kịp, nên là nó ở cái rãnh nước này nó đang bơi. Giờ này biển rút ra xa đó các bạn. Các bạn thấy ở đây có cá cơm này, nó bơi đây. Bơi nhiều lắm, cá cơm. Biển nó rút ra cả mấy cây số ra ngoài xa ngoài kia. Các bạn cắm trại tối ở đây rồi. Đến chiều tối đông người. Đây là cái nhóm xe hơi. Ở đây có một trại ở đây ngay cạnh đây. Tối quá không thấy được. Ở bên kia rất nhiều trại. Nhưng mà đêm nay sẽ mưa, là không biết sao hết. Ở đằng xa kia cũng có ngay bờ biển đốt lửa chạy ngay bờ biển. Quảng cáo sẽ xuất hiện sau 3 giây. Chúng tôi chuyên cung cấp thực phẩm cho camping, dã ngoại, du lịch. Hotline 0784 555 569 hoặc 0979 500 066. Email coa@globergarden.vn, website globergarden.vn hoặc www.camping-food.com.
đồi nhái vẫn còn hoang sơ, chưa khai thác du lịch. Đến đây là rất cắm trại rất là hay. Quanh cái bạn nhìn toàn cảnh quanh cái vùng này. Kia các bạn là hai nhãn trùng. Hai nhãn trùng và cái đồi này cũng chả biết là có ai trồng hết. Hai thứ hai thôi. Bạn nhìn toàn cảnh này nó là khối cát không? Dù lượn, cái dù biển ở đằng cái nhà này rời đi, cái nhà này đi xe thôi, nhưng mà ý thức kém, xả rác đầy ra đây không dọn, có thể là về thôi. Mình cũng không hiểu sao hoang sơ mà các bạn kém như này á, không còn cái sự đồi nhái vẫn còn hoang sơ, nó chưa khai thác du lịch nữa, như bãi trước và bãi sau luôn mà hoang sơ. Và đằng xa kia thì rất nhiều người tắm. Phía đằng này thì ít hơn, nhưng mà còn hoang sơ lắm. Ở đây đồi cát triền miên cả, nên là có thể cắm trại rất là tốt. Hoa đẹp quá. Đi cắm trại hoa lở đẹp. Mốc giới Bà Rịa Vũng Tàu các bạn. Là mốc giới đất liền. Biển đồi nhái. Ra một vùng trời, vùng riêng. Bây giờ thưởng thức đĩa ven biển bắt được đêm qua. Mời các bạn cùng ăn nhé. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, Tôi Yêu Việt Nam, I Love Việt Nam, Hello Việt Nam.
cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, tôi yêu Việt Nam, I love Việt Nam, hello Việt Nam. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, tôi yêu Việt Nam, I love Việt Nam, hello Việt Nam. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, tôi yêu Việt Nam, I love Việt Nam, hello Việt Nam.